Em tên là gì và quê ở đâu? Em là Phạm Thị Dư. Em quê ở đâu? Em ở Thái Bình. Thái Bình à? Thái Bình. Huyện nào em? Huyện Quỳnh Phụ ạ. Quỳnh Phụ rồi. Cho anh hỏi một chút là em đã đến Đài Loan được bao lâu rồi và em làm công việc gì? Em đến Đài Loan được 2 năm. 2 năm. Chăm sóc ông cụ. Rồi, giúp việc gia đình đúng không em? Rồi ok. Thế anh hỏi mà khi em mới sang Đài Loan em có nhớ nhà không? Dạ em có ạ. Có ạ? Nhớ nhà. Thế em có liên lạc với người thân ở Việt Nam không? Dạ em có ạ. Giờ điện thoại thì toàn có dùng Line với Facebook. Tiện đúng không? Dạ. Tức là sau giờ mình làm việc có thể buổi tối nghỉ là mình có thể dùng điện thoại được. Dạ. Đúng không? Dạ. Ok. Anh hỏi em một chút là em cảm thấy công việc bên Đài Loan thế nào? Có vất vả quá không? Dạ không ạ. Công việc Đài Loan này cũng dọn dẹp việc nhà, nấu cơm, đưa ông cụ đi bộ, bộ với lại tắm rắn cho ông bà cụ. Rồi, thế nhà chủ người ta có đối xử tốt với em không? Nhà chủ thì đối xử tốt. Đối xử tốt đúng không? Sống thoải mái, ok. Thế em có thể nói sơ qua công việc của em trong vòng một ngày được không? Từ sáng là làm sáng gì này? Thì em quét dọn nhà cửa này. Ừ. Thế cái cửa này. Cái cửa. Rồi. Thế xong rồi đến đến 9 giờ là ông cụ pha nước chè, thì ai đến thì pha nước uống. Pha nước uống. Thế rồi. Xong rồi quay ra là ông cụ ngủ chưa? Cho ông ngủ ở cái ghế kia. Em có được ngủ chưa không? Không, cái đấy là giờ mình vẫn chưa được ngủ. Mình phải ăn cơm xong á. Ăn cơm xong là, ông ngủ xong rồi em quay ra là nhặt rau nấu cơm. Nấu cơm nước đến 12 giờ là nấu cơm xong rồi, ăn cơm xong rồi rửa bát các rửa bát. Rửa bát xong rồi quay ra là ông cụ ngủ. Quay ra em ngủ. Hai ông cháu ngủ đến 2 giờ. Rồi đến 2 giờ là gọi là ông cụ gọi là trông ông. Trong ông là đến 4 giờ là đưa ông cụ đi bộ. Rồi đi bộ xong rồi đến 5 giờ là về là tắm đẫm cho ông. Ông cụ xong đến 6 giờ là cơm nước. 6 giờ cơm nước. Cơm xong là quay ra là em tắm đẫm giặt quần áo là hai giặt cho ông cụ thôi. Còn ông bà chú là tự ông bà giặt. Ông bà tức là em chỉ có giặt cho ông cụ thôi đúng không? Ông bà chủ là người ta tự giặt. Sáng ngày ra là cơm nước là chỉ có hai ông cháu là mặc dù là ở chung với người nhà người ta mà bà chủ nấu được cháo cho ông cụ thôi. Hai ông cháu ăn gì thôi. Còn nhà họ là tự túc. Thế là xong rồi. Rồi ok. Tối thì giờ còn ấy nữa. Tối thì ngủ thì trông đắng ông là đợi ông đi vệ sinh. Rồi. Vệ sinh là trông không sợ ngã. Rồi ok em. Rồi. Thế em cho anh hỏi một chút là thu nhập của em một tháng sau khi trừ hết tiền phí phục vụ này, tiền bảo hiểm đi là được bao nhiêu tiền? Em được vạn bảy thì nó tùy năm là một năm đầu tiên là được vạn bảy, năm thứ hai là được vạn bảy 200. Cứ tăng lên đúng không? Thế là vạn bảy là tương đương bao nhiêu tiền Việt Nam? Vạn bảy là tương đương tiền Việt Nam hơn 12 triệu. 12 triệu 500. 12 triệu 500, ok. Thế là em gửi về nhà là người nhà nhận được tầm 12 triệu 500, đúng không? Dạ. Thế khi mà em lĩnh lương xong em gửi về Việt Nam thì có đơn giản không? Dạ, có ạ. Ở đây là gần cửa hàng, giờ nhiều cửa hàng quán Việt Nam giúp cho... Thế mình cứ cầm đến đấy là được, đúng không? Ok. Không cần giấy tờ. Ok. Thế cho anh hỏi một chút là thế cuối cùng là em có muốn nhắn nhủ gì cho các bạn lao động Việt Nam chuẩn bị sang Đài Loan làm giúp việc không? Dạ, các bạn cứ yên tâm, sang bên đây là làm ăn mà ở bên đây là người dân bên đây là họ sống rất thoải mái, quý người. Rồi. Thế nhưng mà mình phải chịu khó đúng không? Ok em. Rồi cảm ơn em rất nhiều nhá. Chúc em làm việc ngày càng tốt, kiếm được nhiều tiền.